Ngày 4 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cho biết đã có báo cáo Công an tỉnh kết luận vụ nam thanh niên 16 tuổi điều khiển xe ô tô rồi tông hàng loạt xe máy đang dừng đèn đỏ làm 5 người bị thương. Qua điều tra ngày 2 tháng 9, ông T sinh năm 1982, ngụ huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, điều khiển xe ô tô chở theo con trai là H sinh năm 2007, lưu thông trên quốc lộ 1A hướng Đồng Nai, Ninh Thuận. Khi đến địa phận huyện Tuy Phong, do mệt mỏi nên ông đã giao quyền điều khiển xe cho con trai, không có giấy phép lái xe ô tô. Khi H điều khiển xe được khoảng 5 km thì bất ngờ tông vào 5 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ ở khu vực gần nút giao rẽ vào cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Hậu quả vụ việc làm 5 người trên các xe máy bị thương. Kết quả định giá tài sản, 5 xe máy bị tai nạn thiệt hại hơn 42,3 triệu đồng. Riêng kết quả giám định thương tích của 5 nạn nhân, theo Trung tâm Pháp y tỉnh Bình Thuận, tổng tỷ lệ thương tích khoảng 50%. Công an huyện Tuy Phong cho biết, vụ tai nạn chưa đủ cơ sở khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với H, người lái xe gây tai nạn, về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, và ông T, về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Theo Công an huyện Tuy Phong, còn phải chờ quá trình điều trị vết thương của các bị hại. Sau khi bình phục tiếp tục giám định, nếu các nạn nhân đủ tỷ lệ thương tật từ 61% đến 121%, theo Điều 260 Bộ Luật Hình Sự, sẽ tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can.